Nắm đuôi. Đó. Nắm đuôi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chạy được rồi. Trời ơi, sao kỳ vậy em? Nè. Dùng xuống, đó. Lên. Trời. Trời ơi. Ôi, đủ sai rồi. Chú Năm ngồi à, dạ, chú Mước ngồi với mấy người này giống á. Đây là bạn thân á. Chú biết nói tôi là tiếng không? Bạn chú Mước là toàn là vậy không? Thấy không? Mặc đồ lính rồi, ghê không? Nói chú Mước là giới thiệu chú Mước đi hay rắc mới về. Đi rắc mới về, bây giờ rảnh đi câu phải không? Đây là cửa hàng bán đồ câu các bạn. Đó, à, mình xuống đó đó các bạn, xuống đó mình đi xuống đó câu các bạn. À, các bạn thấy mấy cái cây vừa. Mỗi lần đi câu này, quay mấy cái cây này thấy quen thuộc hả các bạn? Thấy hình ảnh quen thuộc quá ha. Rồi xuống dưới biển mình bắt cá các bạn xem nha. Bữa nay đi đông mình bắt cá nhiều ạ. Rồi ông chủ cửa hàng về rồi đó. Mở cửa vô mua đồ. Có không? Thấy mặt nó ngáo ngáo là biết rồi, bữa hổm vô hỏi là nó không biết làm rồi. Ừ. Bây giờ nó nói nó trai đây mà không biết nó trai cỡ nào đấy. Không phải nói Mỹ thằng nào cũng thôn đâu. Bữa hổm này nè. Well, you have to look. Let me check care of all them, and then I'll check care of you guys in a second. All right, brother. Okay. All right. Chó đó. Mướp, chó đó mướp. Nói xem rồi đó. Chó này hả? Là mỗi lần về Việt Nam là ăn mấy con á. Ê, tao cũng chơi như vậy. Bây giờ có mặt tao mày biết không? Got one right. Nhiều cây chưa có ổ hả? Không, tuần này ra biển chơi không nổi rồi. Ồ, con xong. Con xong thôi, con xong rồi. Ok thôi. Tuần này mà ra biển chơi không. Thì gặp Lê Thịnh nó kéo làm sao chịu nói hả? Gặp Sơ Thịnh nó kéo làm sao chịu nói. Vậy chứ anh đương kéo công lại đủ. Công nó công luôn anh. Nó không dùng con luôn để. Trên này đó là cái fiber plat á. Ờ, làm chất. Nó làm chất keo. Ờ, keo dính. Keo mà nó có đi lông. Không gãy. Không. Thì vậy rồi cho nó gãy anh. Chúng ta đứng cái phàn chúng ta để tao vô nó không. Đứng đây nè. Dớt tép, dớt mồi. Con bự không ta? Ồ, cũng bự chứ. Vừa, không bự mấy. Không bự đâu. Này vừa. Ok, giúp xem. Được rồi. Cái này được rồi, cái này mất không rồi. Lọ xoay cũng thấy chắc rồi. Bán áo câu nữa này các bạn thấy. Đó, mặc áo này vô câu. Bắn nón rồi nè. Người ai động
cái, 20 đồng cái, 25 đồng cái. How can I help you, buddy? Just got a bag of chovies and plenty of little ice there. Hey, áo cầu. Cầu cá bác. À, đem mấy súng ra. Những cái tay hôm nay là xạ thủ không nha các bạn. Cao thủ gió lâm không á. Cao thủ gió lâm không á. Câu không có cá là nhảy xong. Câu không có cá nhảy xong làm cá. Nhảy xong bò cá. Gió nè, gió hiu hiu về nó mát nè. Đứng gió hổm đi, đứng gió nó nóng chết luôn. Rồi bây giờ nó chạy nó văng cọc xong rồi. Mấy anh vừa đi về cho chị còn chỉ huy để mà tính toán gì để quên á. Quên bãi rồi. Quên bãi rồi, chỗ nào có cá nhiều. Vô thăm dò cá coi. Cá nhiều kết rồi, chỗ nào có cá thăm dò đi. Ổng kêu mình vô trong mày ngồi trong này có mình ổng buồn đó. Vô trong cái tàu này mà ổng nói ngồi ơi sao có hai ba người làm đích sao chạy coi người khách nhiều quá thì kiếm tôi trình đi. Rồi rồi thì bây giờ cái điểm đó, trình đi. Bỏ từ từ kiếm, bây giờ kiếm rồi cho chỗ mấy con cá hổm lại kìa. Lại cho hổm đi. Bây giờ ra chỗ này cũng có tôi rồi đó nè. Chỗ bánh này hổm tao câu dính con rồi phải không? Nè, cậu luôn tổng á, tổng chạy đó. Cậu luôn tổng chạy vừa cái bát vừa cái trình luôn á. Cái trình chỗ này cũng có đó nè. Cậu muốn ra kiếm ra đây kiếm trước. Nó đâu? Nếu cậu có tay sành á thì lại chỗ tổng của hổm á. Lại chỗ cái trắng chạy qua là 20 feet á. Bị gì đó nó hả? Nó cũng được. Nó có cái bát tặng mình ăn cơm chứ. Nó cũng được. Rồi. Giờ kiếm rồi, giờ kiếm được, cá lớn cũng không được. Thôi, thôi, đừng có ra đó. Rồi, lên. Chạy mạnh đi. Lên qua mấy ông thả xuống hả? Mấy ông thả xuống thôi chứ. Chứ không phải như anh Triều đâu. Dính cá là dính cá mà bỏ xuống chứ không bắt. Chứ mướn cũng bỏ xuống vậy. Dính cá này. Đâu. Đó còn nhờ đó. Đó, đồ đó kìa kìa bé. Đưa cái đầu con câu vô con này nha. Cá bự á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó quẩn quá trời ơi, bữa lắm, khoan khoan, anh đưa đây, kêu tao không được, anh ba chỗ tao giật, anh qua đây, quay qua đi, chỗ tao giật, cho bát rồi, bát rồi, chạy của bát rồi, không, chạy vào khác, ok, chạy của đâu bát rồi, bát, chạy của đâu bát á. Tôi gần khác. Chạy ổn phải không? Bát này bát bự á. Rớt thải mày xong luôn á. Bát. Ra làm sao rồi đi, Đứng vậy sao có thế, nó nhào anh xuống sông á anh Năm. Anh đứng vậy, nó nhào anh xuống sông á. Công anh là chú có rồ mà chú sao mà thương anh dữ vậy? Ra đây đi. Đâu có thấy đâu. Ôi, Tới sình. Tới sình, nó nhảy rồi nãy anh thấy mà. Tới sình. Trời ơi, ông Tư biết chết không? Tại sao đây hả? Tao không biết. Đúng rồi, có thấy mà. Tới sình. Đứt gác cái giò lên. Nãy nó hộn rồi đó, em thấy. Nó lên.
chưa quay mướt téo nè, tờ đúng dân hả à, qua thấy chứ đứng đây quay thì thấy hết á. Ôi câu rồi, công người câu luôn rô nè. Trời. Chạy ổn á, không chạy được. Dân bắt cá là phải hỏi nó mướt dân... đó đừng có ló ra tới cho lái rồi nè. Đó, đó. Đủ, đủ. Ồ. Đủ. Wow. Đủ, đủ rồi, đủ rồi, đủ say, đủ say. Nè. Wow. Đó, đó. Dứt lên, dứt, dứt vô. Dứt lên. Ôi. Wow. Ê, trời trời trời. Nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi, nắm đuôi. Đó. Nắm đuôi, nắm đuôi. Trời ơi, trời ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, chạy luôn rồi. Trời ơi, sao kỳ vậy em? Không hỏi đâu không hỏi. Nè nè nè, xuống đó. Lên lên trở lên. Thôi. 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 Trời ơi. Ôi, đủ sai rồi. Trời ơi, đủ sai luôn. Đủ rồi. Trời ơi, đâu xảy nổi. Bà chị dâu tôi đọc thiệt ha. Ừ. Bà chị dâu tôi nhất năm mấy. Wow. 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 Có cái gì cái kìm. Kiếm vô con nó vô con dãy à. Kiếm cho em mã. Kiếm cái thảo bự phải không? Em ngại quá. Cái kìm bên đâu rồi? Để cần của cô em hả? Đó là đó là. Ủa giống cần của tao vậy? Tao nữa tao cầm cho nó cần mà. Ủa cần của tao. Hả? Cái cần vàng cần của tao. Trời ơi, cá của tôi câu dính mà nó dành nữa kìa trời. Trời ơi. Khỏi đi phải không? Khỏi đi, khỏi đi. Đi 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 đi. Đang ăn câu đi đi. Trời ơi, thả hả? Giờ nó ăn thì tự ăn thôi. Chắc chắc nghe mướt. Chủ nghiệp tao lắm nghe mướt. Trời dân ơi. Dèo cá bắt qua nói chuyện. Dèo cá dèo đi luôn nghe mướt. Dân rồ dèo cá bắt qua nói chuyện nó cười quá. Còn cái sợi dây này là để thêm con nữa đó. Ờ. À. Trời ơi mai ơi, em kiểm tra coi nó siết chặt không em ơi. Thôi lại cá nữa đi chị ba. Ủa cần ai cần ba cần tư vậy? Cần của tao. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Hai lưỡi, hai lưỡi. Ủa hai lưỡi ông Tư. Ông Tư hả? Thôi của ổng đi ta khỏi dành. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Ủa anh cũng vàng nữa mà giờ anh đây. Wow. Anh không đo anh không đo. Đó gì dòm thấy là biết rồi. Trời đất ơi chị đuổi sao hả? Đo để dám xét vô chứ. Đo xuống đầu rồi. Xét vô. Ờ, nó đo á. Lấy thước đo đàng hoàng nha. Để nó lại nó kiểm tra cái gì. Không đủ cái mắt công lắm mà. Ở đây tôi cột luôn phải không? Ừ, à, bị tôi Việt Nam tôi cột. Trời. Tôi cột cá này vậy là tôi gọi tôi vô cùng Việt Nam luôn. Ừ, ờ, à, giữ thiệt, giữ thiệt. Cá của anh có quyền chứ. Ừ. Wow. À, bữa nay Thương nói chứ ai nói. Nhờ vậy nó mới dính rồi. Nói anh Triều qua đây anh Triều làm hai con rồi. Thua anh ba. Ở bữa nay mấy năm trời thua anh ba câu không dính con nào hết. Bữa nay chơi con liền ta. Giữ tiền, giữ tiền. Giữ tiền á. Ờ tôi giờ tôi đi móc mồi chứ. Đâu cần của tôi đâu rồi.